2020, trường tiểu học Đường Hoa được huyện Hải Hà đầu tư xây mới điểm trường trung tâm với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành thi công giai đoạn 1, gồm các hạng mục, khu phòng học 2 tầng với 10 phòng học cho học sinh và dãy nhà công vụ cho giáo viên. Dự kiến, các hạng mục này sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Sau khi đưa vào sử dụng thì chúng tôi sẽ đưa các em học sinh ở khu trung tâm và 3 khối lớp, lớp 3, lớp 4, lớp 5 ở một điểm trường lẻ về đây học tập. Năm học 2021-2022, trên địa bàn huyện Hải Hà có khoảng 17.600 học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, tăng khoảng 600 học sinh so với năm học trước. Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho năm học mới, huyện đã tập trung đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa 36 dự án công trình trường học với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của địa phương. Trong đó có 2 dự án xây mới trường học chuyển tiếp từ năm 2020, còn lại là các dự án công trình của năm 2021. Việc quan tâm xây mới, cải tạo trường lớp trên địa bàn không chỉ góp phần xóa phòng học tạm, phòng học mượn, mà còn giúp ngành giáo dục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp mở rộng mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt hơn. Năm học này, nhà trường đã được xây mới 10 phòng học và các phòng chức năng. Trong bối cảnh sĩ số học sinh ngày một tăng, thì sự quan tâm này là niềm vui lớn, niềm phấn khởi đối với thầy và trò của nhà trường. Để nhà trường đủ phòng học và tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra, nhà trường còn có thể dồn ghép điểm trường lẻ về điểm trường chính và tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Từ năm 2017 đến nay thì trường có tổng cộng 3 điểm trường đều được xây dựng trường mới. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như là các hoạt động của thầy cô và các em được nâng lên rõ rệt, và nhà trường thì cũng được các cấp, đặc biệt là huyện cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh khen tặng về thành tích trong công tác giáo dục của nhà trường. Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho năm học mới, huyện Hải Hà cũng khuyến khích các trường học sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên để cải tạo, sửa chữa nhỏ các hạng mục không đảm bảo công năng sử dụng. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo trường lớp trên địa bàn huyện ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.